Bạn có biết quy luật 80/20? Quy luật đó nói rằng thành công của một con người gồm 20% là kiến thức chuyên môn, còn lại 80% là kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian. Trong đó, tác phong làm việc cũng là một trong những yếu tố quyết định nên thành công của bạn. Bạn đã từng hoặc đang gặp khó khăn trong giao tiếp. Bạn không biết cách truyền tải thông điệp khiến người khác lắng nghe mình. Bạn thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng nhưng không biết cách nào để tạo sự cuốn hút. Bạn mắc phải nhiều lỗi khi viết email, gọi điện thoại khách hàng. Đừng lo lắng, bởi chúng tôi ở đây để giúp bạn. Khóa học tác phong làm việc, giảng viên Nguyễn Thị Thanh Thảo với hơn 10 năm làm việc cho công ty Nhật Bản. Giảng viên chuyên giảng dạy kỹ năng mềm, tác phong làm việc, quản lý thời gian sẽ giúp bạn nắm bắt được những bí kíp để giao tiếp hiệu quả nơi công sở. Hiểu được các nghi thức xã giao như trang phục, diện mạo, cách cúi chào, đưa danh thiếp. Có được kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, giao tiếp qua email để tránh mắc phải những lỗi đáng tiếc. Hay cách ứng xử khi gặp gỡ khách hàng một cách lịch sự và để lại ấn tượng với khách hàng, đối tác của bạn. Hãy đăng ký khóa học tác phong làm việc tại chinica.vn để nhận được những bí kíp giao tiếp, ứng xử hiệu quả và giúp ích bạn trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.